Phi-e-rơ đoạn 1 câu 15, anh em chị em chúng ta cùng đứng lên chúng ta đọc cái câu đó. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, chia thấu đến hồn linh cốt tủy, xem xét mọi tư tưởng và ý định trong lòng. Con cảm ơn Chúa, lời Ngài là ngọn đèn cho chúng con, soi sáng trong cuộc sống thế gian tăm tối này. Lời Ngài là lương thực cho chúng con, lời Ngài biến đổi cuộc đời chúng con, và lời Ngài cũng sẽ khiến chúng con từ kẻ chết sống lại. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và chính lời Ngài cũng là lời duy nhất đoán xét chúng ta, chứ không phải lề thói tôn giáo hay là luật lệ hội thánh hay là tất cả những gì chúng ta học nơi những người giảng đạo thế gian này sẽ đoán xét chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 17 thì Chúa Giêsu nói đã có kẻ đoán xét rồi, chính lời ta rao giảng lời đó sẽ đoán xét các ngươi. Lời của Chúa sẽ đoán xét chúng ta. Cho nên anh em chị em, đó là điều vô cùng quan trọng. Và vậy chúng ta phải đặt lời Chúa trên hết mọi sự. Và trong Thi Thiên, lời của Chúa cũng nói như thế này: Chúa đặt lời Chúa cao hơn danh của Chúa nữa, vì lời Chúa chính là Chúa. Cho nên lời Chúa rất là quan trọng. Chứ chúng ta không thể nào, chẳng hạn bây giờ lời tôi nói tôi hứa hẹn với quý vị đó, rồi một ngày nào đó tôi không muốn hoàn thành cái lời hứa đó, tôi không thể nào nói ô cái đó lời của tôi chứ không phải tôi. Được không? Nói vậy nghe được không? Nghe được không? Không, nghe không được. Việc trần gian là con người không có đáng chi hết, mà cái điều đó còn không được, huống hồ chi lời của Chúa là lớn hơn danh của Chúa. Và lời của Chúa không có thay đổi. Bởi vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về lời của Chúa trong cái khía cạnh ngày hôm nay mà chúng ta vừa đọc vừa rồi đó. Chúa nói nhưng Đấng gọi anh em là thánh. Chúng ta học một cái khía cạnh đó để biết vì Ngài là thánh, cho nên khi Adam Eva lìa bỏ không vâng lời Chúa, con người không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Vì Ngài là thánh, con người không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Đó, chúng ta nhớ điều đó. Và Chúa thương yêu mình vô cùng. Mà bây giờ Chúa là thánh, cho nên, và Chúa là công bình. Công bình có nghĩa là, công bình theo Kinh Thánh viết lại đó, là răng đền răng, mắt đền mắt. Nếu một người nào bẻ của tôi một cái răng thì tôi phải bẻ lại một cái răng của người đó. Đó là cái luật công bình, không có gì sai hết. Mà nếu làm hư mắt của tôi thì tôi phải làm hư mắt lại thì mới đều, mới hòe. Đó là luật công bình. Nhưng mà làm sao, nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Mọi người sẽ mù mắt hết, mọi người sẽ hư hỏng, sẽ què chân, sẽ coi như tàn tật hết trong cái thế giới này. Thế thì bây giờ giải quyết làm sao? Đức Chúa Trời là công bình, cho nên điều đó có lỗi phải hình phạt. Và Ngài là thánh thì Chúa không thể nào xí xóa tội lỗi của chúng ta được. Không phải là vì chúng ta là con, là tạo vật của Ngài, nhưng mà Chúa xí xóa. Ngài là Đấng công bình. Nếu mà Chúa như vậy, Chúa không thể nào đoán xét thế gian này được. Chúa không thể nào định tội một con người được, vì Ngài không phán xét kẻ có tội, xí xóa. Bây giờ sao? Chúa thương yêu mình, Chúa không muốn phạt mình. Thì bây giờ sao? Chúa Giêsu mới phải đến. Để chi? Để giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta, để giải quyết cái sự công bình của Đức Chúa Trời, để rồi mình được tha tội, mình mới gặp được Đấng Thánh. Cho nên Đức Chúa Trời là Đấng Thánh. Anh em chị em, Ngài là Đấng Thánh. Cho nên ở đây lời của sứ đồ Phi-e-rơ nói như thế nào? Đấng gọi anh em là thánh. Thấy không? Chúa Đấng kêu gọi chúng ta, Ngài là thánh. Tức là Ngài không thể nào chấp nhận cái sự ô uế tội lỗi, những sự
mà con người thế gian này mà chúng ta nhìn á, chúng ta thấy còn không chấp nhận được, huống hồ chi Đức Chúa Trời. Thấy không? Bây giờ chúng ta xem xét coi Chúa bày tỏ như thế nào. Quý vị nào muốn hiểu Đức Chúa Trời là đấng thánh như thế nào, chỉ có một cách duy nhất, chúng ta xem trở lại Cựu Ước thì chúng ta mới thấy cái hình ảnh của đấng thánh như thế nào. Ở trong sách Ai Cập Tô Ký, khi mà Đức Chúa Trời chọn một cái dân riêng ra rồi đó, chọn một cái dân riêng để mà từ đó Đức Chúa Giêsu sẽ ra đời và cứu chuộc nhân loại, bắt đầu Chúa dạy con người cái cách nào là cách thánh và cách nào là cách ô uế. Chúa dạy mình phải hiểu để mình biết cái nào là ô uế. Anh em chị em, Chúa tạo con người có xác thịt, có tâm hồn, có tâm linh, cho nên ba cái phần này đều có thể ảnh hưởng đến đời sống cứu rỗi của chúng ta, có thể có những việc thánh khiết và có những việc ô uế trần tục. Chúng ta xem ở trong sách Ai Cập Tô Ký, chúng ta sẽ thấy đây là lời mà Chúa nói với Môi-se khi mà Môi-se được Chúa kêu gọi dắt dân sự của Chúa. Sách Ai Cập Tô Ký đoạn 33 câu 17, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi. Vậy Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho ngươi sự Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay che mắt ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Anh em chị em, cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời tại sao như vậy? Khi mà nói đến sự thánh khiết, tức là nói đến sự vinh quang và thánh khiết không thể nào tách rời được. Cái vinh quang của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết không thể nào tách rời được. Mà ở đây chúng ta để ý cái câu chuyện này này, ông Môi-se ông đối thoại với Chúa, và ông cũng lợi dụng cái điều mà Chúa nói nữa. Chúa nói là: Ngươi được ơn trước mặt ta, ta biết tên ngươi, ta gọi ngươi. Ông nói: Chúa ơi, nếu mà con được ơn, Chúa cho con thấy mặt Chúa đi, được không? Ông lợi dụng cái lời của Chúa nói: Cho con thấy mặt Chúa đi. Chúa nói: Không được, không ai thấy mặt ta mà còn sống được. Cho nên ta sẽ làm điều này cho ngươi, ta sẽ đi ngang qua và ta hô và ta che ngươi, rồi khi ta lấy tay thì ngươi thấy sau lưng. Mà Chúa như thế nào? Sau lưng Chúa như thế nào? Ở đây không diễn tả. Nhưng mà một điều ở đây biết được là vinh hiển của Chúa đi qua, tức là sự thánh khiết của Chúa, sự vinh hiển của Chúa, sự nhân từ của Chúa, tất cả cái điều gì mà gồm tóm trong sự yêu thương, sự thánh khiết, sự công bình, sự trung tín của Chúa ở trong đó đi qua. Và khi Chúa lấy tay lại thì Môi-se chỉ thấy đằng sau lưng thôi, mà chúng ta để ý không thấy mặt Chúa được. Mà rồi trong Cựu Ước chúng ta thấy đây là hai cái hình ảnh mà nói khi mà Chúa ngự đến, Chúa gặp Môi-se, Chúa nói chuyện với dân sự của Chúa. Tại vì sau đó thì Chúa không ngự đến theo cái hình thức như thế này nữa đối với dân sự của Chúa, đối với các thánh tiên tri nữa, không có. Chỉ ngoại trừ khi mà Sa-mu-ôn dâng cái đền thờ thì Chúa ngự đến theo cái hình ảnh này một lần nữa thôi, và không thoạt lại lần thứ hai. Có thể sau đó có một lần nữa là đời vua Ô-xia mà được thuật lại trong tiên tri Ê-sai. Ở đây chúng ta xem trong câu đoạn Sách Ai Cập Tô Ký đoạn 34, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây. Đó, vinh quang của Chúa
được ngự xuống giữa dân sự của Chúa trong đám mây. Và chúng ta nhớ khi mà Chúa dắt dân sự của Chúa đi đó thì làm gì? Đám mây ban ngày và lửa ban đêm, đó là cái vùng mà Chúa ngự. Ngài ngự trong đám mây và Ngài ngự trong lửa. Ngài là đám lửa hay thiêu đốt, Kinh Thánh nói rất là rõ, Ngài là đám lửa hay thiêu đốt. Và một chỗ nữa cũng ở trong suốt Ê-díp-tô ký, khi Chúa gọi Môi-se đi lên núi để mà Ngài ban hai bảng đá 10 điều răn, thì lời của Chúa được thuật lại như thế này, thuật lại cho chúng ta để chúng ta biết được khi mà Chúa đối diện với dân sự của Chúa. Ở trong cũng trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 24, nhiều lắm quý vị. Nếu mà chúng ta muốn hiểu biết về sự thánh khiết của Chúa, những công việc Chúa dạy như thế nào là thánh, vật thánh, công việc thánh và tất cả ở trong năm sách, nhất là sách Lê-vi ký, suốt Ê-díp-tô ký, Lê-vi ký, dân số ký, phục truyền nói đến điều đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi chỉ trích một vài câu đoạn để tôi học với quý vị thôi. Ở đây chúng ta thấy nè, khi mà Chúa gọi Môi-se lên trên núi để mà Ngài ban 10 điều răn, nhớ chỉ có hai bảng đá là hai vật duy nhất mà Đức Chúa Trời viết chữ để cho dân sự của Chúa, là trong đó 10 điều răn. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Chúa mới viết 10 điều răn nó bằng tiếng gì? Chúa viết 10 điều răn mà Chúa giao cho dân sự của Chúa, thế thì Chúa viết bằng tiếng gì? Bằng chữ gì? Hả? Tiếng Do Thái. Phải bằng tiếng Do Thái thì đưa cho họ rồi họ mới đọc được chứ. Chứ mà Chúa viết bằng cái thứ tiếng gì không phải tiếng của họ thì làm sao họ đọc được? Mặc dầu Chúa đã nói với Môi-se rồi, ông nói với họ bằng miệng rồi, nhưng mà tất cả những điều đó bằng viết xuống bằng chữ. Mà rồi không những vậy, Chúa viết, chẳng lẽ Chúa người Do Thái mà đương nhiên đó không phải là cái tiếng duy nhất. Bởi vậy người Do Thái họ hay khoe nó là tiếng Do Thái là tiếng nguyên thủy, nhưng mà chưa chắc. Nhưng mà tại vì Chúa chọn họ cho nên Chúa phải viết bằng cái ngôn ngữ đó để cho họ đọc được, để họ hiểu, chứ không có bằng ngôn ngữ nào khác hơn hết. Bây giờ Chúa viết bằng tiếng Việt Nam sao họ hiểu được, phải không quý vị? Hay là Chúa viết cho họ bằng tiếng của người Hindu sao họ hiểu được? Hindi á, Hindi là cái tiếng của người Ấn Độ. Hoặc là Chúa viết cho họ bằng một cái ngôn ngữ nào khác nữa, làm sao họ đọc được? Cho nên không những Chúa nói cho Môi-se, rồi Môi-se ghi trong cái ngôn ngữ riêng của nhân dân Do Thái bây giờ, nhưng mà khi Chúa viết, Chúa cũng phải viết. Ở đây không có nói rõ, nhưng mà tôi đoán đó là điều Chúa làm cho họ như vậy. Trong Kinh Thánh không có nói rằng Chúa viết 10 điều răn bằng tiếng Do Thái, không có, quý vị không tìm thấy cái chỗ đó nha. Thành ra đừng có ai tới tranh luận với tôi về vấn đề đó hết, nó không quan trọng. Nhưng mà tôi nghĩ Chúa viết cho họ bằng 10 điều răn, nó bằng tiếng của người, chữ của người Do Thái. Chúa gọi ông Môi-se lên núi, Chúa gọi ông lên, rồi Chúa để cho ông ở trong đó 6 ngày. Chúa không nói năng chết ở trên núi 6 ngày. Quý vị biết tại sao ông phải ở trên núi 6 ngày? Để 6 ngày đó cái sự dọn dẹp trong đời sống của riêng của Môi-se phải chuẩn bị, để đến ngày thứ 7 Chúa mới gọi và bắt đầu Chúa mới nói chuyện với Môi-se, rồi bắt đầu Chúa mới ban 10 điều răn. Ông còn phải ở đó tiếp tục 40 ngày 40 đêm nữa, không ăn không uống ở trên đó. Anh em chị em, khi một con người ở trên núi 40 ngày 40 đêm không ăn không uống, nếu là một con người bình thường giống như chúng ta ngày hôm nay làm sao chịu được. Nhưng mà khi mà đến gần sự vinh quang của Chúa rồi, đó là điều không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao tổ tiên loài người Adam Eva và những người tổ phụ đầu tiên, họ có thể sống cả ngàn năm là vậy. Cái thân thể của họ không giống như chúng ta ngày hôm nay, nó quá tuyệt vời đi. Tại vì họ còn ở gần gũi Chúa. Tôi không biết họ ăn như thế nào, nhưng mà tôi bảo đảm họ không ăn giống như chúng ta ngày hôm nay đâu. Có khi họ ăn một lần, có khi
10 ngày sau mới cần ăn nữa, thấy không? Không biết được, tại vì thân thể của họ là thật tuyệt vời, giống như không phải giống như chúng ta ngày hôm nay sáng trưa chiều tối không ăn cái không chịu được. Có nhiều người nó nhịn có một bữa thôi cũng không chịu được, thấy không? Mà đây Môi-se ở trên núi 40 ngày 40 đêm. Chúng ta đọc ở trong sách Êxodô-ký tôi nói: vậy Môi-se lên núi, mây che phủ núi. Ở đây trước khi đó chú nói Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se câu 12 đoạn 24: hãy lên núi đến cùng ta và ở lại đó, ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn ta chép đặng ta đặng dạy dân sự. Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê kẻ hầu việc, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: hãy đợi chúng tôi ở tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Này A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các người đó. Người có ai có việc chi hãy hỏi hai người đó. Tức là Môi-se rồi đi với đoàn những người trưởng lão tới đó, mấy người này ở lại dưới chân núi, còn Môi-se với Giô-suê đi lên, rồi bắt đầu Chúa gọi Môi-se lên. Vậy Môi-se lên núi, mây che phủ núi, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Sinai trong 6 ngày. Áng mây phủ núi, qua ngày thứ 7 Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. Các bạn thấy không? Chúa ở trong đám mây, Chúa ở trong đám lửa, rồi một chỗ khác tiếp theo nữa, cảnh trạng của sự vinh quang khi nói đến đám mây mà có Chúa ngự trong đó là cái vinh quang của Chúa đang hiện diện. Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Ở đây nói đến đám mây, đám lửa. Môi-se vào giữa đám mây lên núi ở tại trong đó 40 ngày 40 đêm không ăn không uống. Đó, Ngài là Đấng Thánh, anh Chúa luôn luôn hiện diện. Khi mà Chúa phán với dân sự của Chúa, khi mà Chúa đến Chúa gặp, khi mà Chúa còn gặp Adam và Eva, tôi nói bảo đảm mấy người đã thấy mặt Chúa. Cho đến khi họ phạm tội, bắt đầu Chúa đuổi họ ra rồi. Sau đó bắt đầu Chúa gặp dân sự của Chúa bằng một cách này. Chúa đến Chúa gặp, Chúa đến trong đám mây, Chúa phán, Chúa phán. Chúng ta thấy khi mà Chúa đến, Chúa phán và Chúa gọi Môi-se, Chúa ở đâu? Chúa ở giữa đám lửa trong bụi gai và Chúa gọi Môi-se, thấy không? Rồi bây giờ Chúa muốn nói chuyện với dân sự của Chúa, Chúa tiếp tục làm điều đó bằng những đám mây, rồi Chúa ở trong đó Chúa gọi Môi-se đến Chúa nói chuyện, trong đám lửa Chúa gọi Chúa đến nói chuyện. Cho đến ngày hôm nay đó, người ta cũng tìm được những cái địa danh của cái núi mà nơi mà Chúa hiện diện với Chúa nói chuyện với Môi-se đó, cái núi đó, cái hình nó chụp đó, ở trên cái nóc núi đó nó vẫn có một cái khu mà đen giống như là mà không có cây cỏ chi hết, mà cái đen đó nó không phải là cái gì khác, đó là cái chỗ hiện diện mà cái đám lửa đó nó ở bên xứ Saudi Arabia chứ không phải bên cái chỗ cái đảo Sinai. Tại vì cái địa danh đó trong kinh, trong cái bản đồ này nó không có được chính xác, nhưng mà theo như lời của ông Thánh Phaolô ông nói đó, núi Horeb ở xứ Saudi Arabia, tức là ông Thánh Phaolô ông nói rất là rõ, và đó là cái địa danh của núi Horeb chứ không phải ở trên cái vùng Sinai của bán đảo mà người Do Thái chiếm rồi trả lại. Cái vùng đó nó gọi là Sinai thôi, nhưng mà đó không phải là cái núi Sinai. Núi Sinai tức là núi Horeb đó mà ông Phaolô, nếu quý vị nào muốn biết đọc trong các thơ tín của Thánh Phaolô, ông nói sau khi ông gặp Chúa rồi ông đi đến đó, ông ở đó 3 năm ở núi Horeb, và ông nói rõ là ở xứ Saudi Arabia. Và cho đến ngày hôm nay đó, tất cả những địa danh ở đó, người Saudi Arabia họ không có cho phép ai vô hết, tại vì điều đó xác định lại Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời chân thật, họ không có cho ai vô hết. Những người nào mà chụp được họ đều lén lút hết. Có những người bị bắt rồi bị lên án tử hình, rồi chính phủ Mỹ nó can thiệp rồi họ được thả nó thôi. Và bây giờ trở lại vấn đề, chúng ta thấy Ngài là Đấng Thánh. Khi mà Chúa hiện diện, Chúa nói chuyện với dân sự đó, là Ngài hiện ở trong đám mây, Ngài trong đám lửa để Ngài nói chuyện.
Rồi nếu mà chúng ta muốn biết Ngài là Đấng Thánh thì chúng ta phải biết điều gì mà Chúa không vui lòng. Đó, Ngài Đấng Thánh thì Ngài cũng là Đấng kỵ những điều không có thánh khiết. Và ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4, tôi muốn xem với quý vị một câu mà nói đến một cái khía cạnh khác. Thánh thì không thể nào chấp nhận cái điều mà tà tịch được. Ở trong đoạn 4 câu 23, khá cẩn thận giữ lấy mình. Ở đây Chúa nói với dân Do Thái về nhắc lại những điều gì mà Chúa đã ban, luật lệ Chúa đã ban, rồi nói khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, chớ làm tượng chạm nào hay hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã cấm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như một đám lửa tiêu cháy là Đức Chúa Trời kỳ tà. Cái nói đến Ngài là Đấng Thánh, Ngài rất kỳ những sự ô uế, những sự tà tịch. Mà điều gì là tà tịch, điều gì là ô uế, mình phải biết. Chúa kỳ cái gì, phải không quý vị? Mình phải biết để mình tránh chứ. Mình phải biết để mình tránh. Nhớ nè, có những điều làm cho thân thể chúng ta ô uế, có những điều làm cho tâm hồn chúng ta ô uế, có những điều làm cho tâm linh của chúng ta ô uế. Quý vị ngày hôm nay nghe ở đây đừng có rao truyền rằng nói là quý vị được nghe nói là cấm không ăn này ăn kia, nhưng mà tôi muốn cho quý vị thấy Chúa dạy dân sự của Chúa có những điều sẽ làm cho họ ô uế thân thể của họ. Đó, nó có nhiều cách làm ô uế thân thể của họ lắm. Cách tương giao giữa người nam người nữ, Chúa dạy rất là rõ rệt ở trong các sách Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền. Cái cách tương giao nào làm cho họ ô uế, đó về thể xác. Rồi thậm chí Chúa cũng dạy ở trong Lê Vi Ký đoạn 11, ăn uống như thế nào làm cho thân thể của họ ô uế. Dân Do Thái Chúa dạy. Chứ ngày hôm nay tôi học với quý vị ở đây không phải là để nói là ngày hôm nay chúng ta phải làm, nhưng mà cho chúng ta thấy được tại sao Chúa dạy dân sự là không được ăn cái này, ăn cái này, ăn cái này. Thứ nhất, Chúa định những con vật đó là ô uế thì Chúa không muốn dân sự của Chúa là dân chọn lựa, là dân từ đó đấng cứu thế sẽ sanh ra đời phải bị ô uế về sự ăn uống. Cho nên Chúa dạy họ cách ăn uống. Mà nếu mà chúng ta xem xét về phương diện y học, tất cả những con vật gì mà Chúa dạy họ ăn uống tránh ô uế là những con vật thực sự nó có khả năng mang tất cả những loại vi khuẩn, vi trùng và những cái gì mà không nên. Chúa dạy nè, chẳng hạn con chim á, con chim, loại chim sẻ ăn được, bồ câu ăn được, một con kên kên không ăn được. Tại sao? Tại vì con chim kên kên nó đi ăn xác chết. Xác chết có thể là nó giết con sống nó ăn, có thể là cái xác chết nó là con vật nó bị bệnh và nó có vi trùng, mà con chim nó ăn được mà nó sống được, tức là con vật đó nó mang những vi khuẩn rất là nguy hiểm cho thân thể dân sự của Chúa, cho nên Chúa không cho họ ăn. Ăn nó cũng ngon đấy chứ không phải không đâu. Nhưng mà Chúa không cho ăn vì Chúa biết đó là điều nguy hiểm cho họ, Chúa không cho ăn. Rồi Chúa nói không được ăn huyết. Ngày hôm nay thời Tân Ước Chúa cũng nói không được ăn huyết, nhưng mà thời Cựu Ước Chúa nói không được ăn huyết. Tại sao? Tại huyết nếu mà mắc bệnh là nơi đó nó chứa tất cả vi trùng và vi khuẩn. Thấy không? Cho nên Chúa dạy dân sự của Chúa, nếu mà làm như vậy thì họ sẽ bị ô uế. Họ sẽ bị ô uế. Rồi loài cá, Chúa bảo là con nào có vảy có vây hãy ăn, con nào mà không có đừng ăn, vì đó là những con vật Chúa bảo là ô uế. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đó là những con vật mà nó ăn ở dưới đáy cái hồ, cái sông. Cho nên nó là con vật ăn những con vật có thể chết. Và cái miệng nó luôn luôn ở mé dưới này này, nó là cái máy hút bụi cho cái sông, cái biển. Đó là lý do Chúa thương mình lắm, Chúa thương dân sự của Chúa. Anh em trẻ em ơi, ngày hôm nay chúng ta không phải bị bắt giữ giống như vậy nữa. Nhưng mà tôi muốn học ở đây cho chúng ta thấy cái sự
thánh khiết và sự ô uế nó đến với dân sự như thế nào. Thân thể của chúng ta, Chúa cũng không muốn bị ô uế. Rồi đụng đến xác chết, cái thân thể của mình bị ô uế, Chúa bảo phải đi tắm, đến chiều tối thì mới đi lên đền thờ của Chúa, hoặc là thế này thế kia được. Bởi vậy nhân sự của Chúa rất là, nếu người nào theo cái những cách mà dạy dỗ ở thời cựu ước, tôi nói bảo đảm quý vị sống rất là vệ sinh. Đụng lên cái gì dơi coi như ô uế, phải đi tắm rửa, đến chiều mới được tinh sạch, mới gặp Chúa được, mới đi lên đền thờ được, mới cầu nguyện được. Cho nên dân sự của Chúa nếu mà nghe theo lời Chúa sống rất là vệ sinh. Đó, bây giờ nói đến con chim, nói đến con cá, nói đến con vật bò trên đất cũng vậy. Chúa bảo những con mà có móng rẽ mà nhai lại thì hãy ăn, còn những con có móng rẽ mà không nhai lại thì không ăn. Chúng ta biết con gì nó có móng rẽ mà nó không nhai lại? Con bò nó nhai lại, nó có móng rẽ. Con heo là con có móng rẽ mà nó không có nhai lại. Chúa bảo con vật nó ô uế đừng ăn. Dân sự của Chúa không ăn. Tại sao? Tại vì đó là con vật nó ăn những cái thứ gì, xin lỗi. Quý vị nào thích ăn thịt heo thì cứ luộc lên mà ăn. Nhưng mà không phải là vì ngày hôm nay tôi nói ở đây. Nhưng mà Chúa thương dân sự của Chúa. Chúng ta đọc ở đây chúng ta phải hiểu tại sao Chúa khó có vậy. Là vì Chúa muốn cái thân thể của họ không bị vi trùng nhiễm vào. Tại vì con vật đó là nó ăn đồ tạp và nó ăn đồ dơ giấy, chứ không phải là không. Cho nên Chúa thương dân sự của Chúa. Những điều đó là Chúa ký ta ô uế, khiến cho thân thể chúng ta ô uế. Đó, thân thể chúng ta ô uế nè, trong sự giao tiếp, trong vấn đề tình dục xác thịt, trái lẽ đem con người đến sự ô uế. Trong cách ăn uống đem đến sự ô uế. Vì vậy cho nên Chúa dạy dân sự của Chúa rất là đàng hoàng, tử tế. Và anh em ơi, đừng có bao giờ nghĩ Chúa khó. Chúa thương mình hơn chính mình đó. Chúng ta nghĩ đi, nếu về phương diện khoa học phân tích, tất cả những điều gì Chúa dạy rất là hợp lý, tránh bao nhiêu bệnh hoạn cho con người, chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta thích, ngày hôm nay trong thời Tân Ước, chúng ta chỉ bị đòi hỏi giữ 4 điều: tà dâm, đụng chạm đến thân thể, ô uế thân thể, thú vật chết ngột, huyết, cùng của cúng. Đó là 4 điều. Qua cái môi miệng này, qua cái xác thịt này, làm cho cái thân thể này trở nên ô uế, vì đây là đền thờ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa, Chúa ngự vào trong tâm linh chúng ta, cái thân xác này chứa sự sống, chứa cái tâm linh, chứa sự sống. Cho nên Chúa muốn tôi học với quý vị Tân Cựu Ước để cho chúng ta thấy cái sự thương xót của Chúa, sự yêu thương của Chúa, sự chăm sóc của Chúa, chứ không phải Chúa khó đâu. Đừng ai nghĩ Chúa khó, Chúa thương mình hơn mình đó. Mình nghĩ là Chúa khó, nhưng mà thực sự mình ghét mình mới ăn bừa bãi, đúng không? Đúng không quý vị? Cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi. Mình nghĩ là mình không ghét mình, nhưng mà thực sự mình ghét mình đó. Mình coi thường sự sống của mình đó. Mình mới ăn một cách bừa bãi, không theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Người nào muốn giữ theo cái luật ăn uống nó cũng tốt, nhưng mà không phải vì điều đó để được sự cứu rỗi, nhớ không? Đó, ngày hôm nay Chúa thời Tân Ước chỉ đòi hỏi 4 điều thôi. Còn ai muốn giữ thì cứ việc, không sao hết. Tại vì người Do Thái, Chúa dạy họ với cái mục đích tốt, với mục đích đó là một dân thánh của Chúa. Cho nên từ cách ăn uống, từ cách giao tiếp, từ cách ứng ở giữa người nam, người nữ, rồi tương giao gia đình, tất cả để cho họ có một đời, có một, họ là dân thánh. Tại vì Chúa chọn nè, lời của Chúa nói nè. Rồi chúng ta thấy đến cái tâm hồn. Tâm hồn thì trong Cựu Ước không có nói rõ, nhưng mà Tân Ước Chúa Giêsu nói là những điều ở bên ngoài vào thì không làm dơ giấy tâm hồn chúng ta, nhưng mà những điều từ bên trong nó đi ra làm dơ giấy tâm hồn của chúng ta. Quý vị có lỡ ăn một cái gì nó rơi xuống đất, nó không không làm cho chúng ta dơ giấy cái tâm hồn. Có thể nó ảnh hưởng đến cái thân thể, nhưng mà những cái gì ở trong tâm hồn mình là sự điều gì? Điều gì ở trong tâm hồn mình mà khi nó nói ra, khi mà nó đi ra thì nó là ô uế. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12, tôi muốn đọc cho quý vị để cho quý vị xem xét. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là xấu mà làm sao nói được sự tốt? Bởi vì sự đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Người lành
do nơi miệng điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ giữ do nơi điều ác mà phát ra điều ác. Đó, đó là một chỗ. Rồi ở trong sách Mác đoạn 7 đó, thì lại thêm cho chúng ta chi tiết hơn là những cái điều gì mà nó làm. Ở đây nói rằng, nói cái điều mà nó làm cho chúng ta ô uế đó, khi mà nó chứa trong này thì nó ra thì nó mới là ô uế. Còn ăn một miếng thịt hay là miếng gì không có sạch sẽ, nó không làm cho cái tâm hồn chúng ta ô uế, có thể làm thân thể chúng ta bị ảnh hưởng. Ăn cơm mà, ăn đồ mà, ăn thức ăn mà nó bị uế á, không làm cho tâm hồn chúng ta dơ ô uế, nhưng mà có thể làm thân thể của chúng ta bị bệnh, thấy không? Ăn đồ ăn bị uế á, tức là quá đát rồi đó, quá hạn rồi đó. Thì ở đây câu 12 nói rằng, chẳng sự gì từ ngoài vào có thể làm dơ dáy được người, nhưng sự gì trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Đó, mà sự làm dơ dáy người, đó là những điều gian ác, những điều ác, những điều ô uế, những điều mà Chúa không vui lòng. Rồi điều gì nữa làm cho cái tâm hồn, tâm linh của chúng ta bị ô uế? Tại vì Chúa kỵ ta. Đây là những điều mà làm cho tâm linh chúng ta bị ô uế nè. Quý vị xem với tôi mà ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 thì đây chúng ta thấy đây là những điều mà làm cho chúng ta ô uế về phần tâm linh. Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó. Tại sao thầy bói, đồng cốt mà Chúa lại dùng cái chữ thông dâm? Tại vì người ta yêu, người ta thích, mà Chúa chỉ muốn tình yêu. Khi con người yêu, con người đi theo Chúa là Chúa chỉ muốn chúng ta dành tình yêu của chúng ta cho Chúa thôi, chứ không có thờ phượng các tà thần hoặc đồng cốt bói toán. Ở đây nói, nếu ai xây về đồng cốt và bói toán mà thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó, trút họ khỏi ra khỏi dân sự mình. Các ngươi hãy làm sạch mình và hãy nên thánh. Tức là cái việc đồng cốt, cái việc bói toán, cái việc xem sao, cái việc thiên văn, cái việc phù thuật là cái việc ô uế, không có thánh khiết. Và Chúa nói rằng phải làm đi, bỏ đi. Chúa nói là các ngươi hãy làm cho sạch mình và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi hãy giữ theo những luật pháp ta Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Chúa làm cho chúng ta nên thánh. Chúng ta thấy không? Mà Chúa bảo đồng cốt bói toán là làm cho chúng ta trở nên ô uế. Thế nên anh em chị em nào, có người nào mà lỡ trong cuộc đời của mình mà đã làm điều này, hoặc là từ ngày tin Chúa rồi mà còn vương vấn đến điều này, thì nhớ chút xíu nữa cho quý vị cơ hội cầu nguyện Chúa để xin Chúa tha thứ cho nha. Không, cái này là can hệ cả Tân Ước lẫn Cựu Ước, cả Tân Ước lẫn Cựu Ước nha, chứ không phải không. Tại vì lời Chúa nói là điều này nó là Chúa kỵ tà, và Chúa nói đây là cái điều mà nó sẽ làm cho chúng ta bị ô uế. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký ấy, thì nói rõ hơn. Lúc nãy cho chúng ta thấy là Chúa bảo là phải nên thánh, phải bỏ điều đó đi. Phục Truyền Luật Lệ Ký đó, đoạn 18 câu 9 thì nói rõ hơn. Khi các ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho, chớ tập bắt chước làm những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở đó. Giữa các ngươi chớ nên có ai đem con trai con gái mình qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ xem sao. Xem sao tức là chiêm tinh đó. Đó, ngày hôm nay chúng ta thấy mình đọc báo hay có mấy cái mà tử vi đó. Nhớ anh em chị em, Chúa là đấng biết chúng ta từ buổi ban đầu, và Ngài biết ngày cuối cùng của chúng ta là ngày nào. Nếu có điều gì thay đổi thì Đức Chúa Trời có thể thay đổi cho đời sống chúng ta, nếu mà chúng ta biết trông cậy nơi Ngài. Quý vị ơi, tôi kinh nghiệm nè, Chúa có thể làm vượt qua tất cả luật lệ của con người cho chúng ta, để chúc phước cho chúng ta. Chúa có thể làm, Chúa có thể làm. Tôi kinh nghiệm điều đó rồi. Quý vị có tưởng tượng tôi đi xin học tại Mỹ này nè, không có một cái transcript gì hết, mà được nhận học tiếp chứ không phải là học bắt đầu lại. Chỉ có Đức Chúa Trời làm công việc đó thôi.
Loài người không có làm được công việc đó, và không ai có thể làm được công việc đó cho mình hết, và không ai xin dùm cho mình được hết. Nếu mà chúng ta bước đi trong sự yêu mến Chúa, kính sợ Ngài từng chút một, tôi nói bảo đảm, nếu chúng ta gặp điều mà cần sự chúc phước, Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta rất đặc biệt, rất đặc biệt. Xem sao bên Việt Nam mình có đem con cái qua lửa không? Có khi có ha. Có những chỗ người ta mê tín, người ta đem con nít qua lửa, đuổi tà linh, đem làm điều đó. Nhưng mà thực sự cái đó là những cái mà Chúa cấm. Dùng ếm chú, kẻ xem sao mà bói, tức là chiêm tinh đấy nha, phù thủy, thầy pháp, tức là tí sửu dần mão, mấy cái đó là bói toán. Đừng có ai nói là tôi tuổi con này con kia. Anh em chị em, mấy cái đó là cái mà tà thuật nó đặt cho chúng ta. Mình không có bỏ, phải bỏ cái thói quen đó. Chúng ta là con người. Amen. Con Đức Chúa Trời. Chứ không phải là con rồng, con rắn, con dê, con bò. Thấy không? Chúng ta nhớ điều đó. Ngươi vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật bói khoa, song phần ngươi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Amen. Chúng ta tin Chúa dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát. Quý vị, đến cuối năm nhiều khi người ta hay cho lịch đó, nhớ có những cái lịch đầy dẫy những cái bói toán ở trong đó. Làm ơn đừng đem vô nhà mình, đừng đem vô nhà mình, đừng đi xin mấy cái lịch đó. Xin mấy cái lịch ok sạch sẽ thì hãy đem vô nhà mình. Có phải chúng ta sợ không? Không. Nhưng mà những cái đó nó không nên có cái vị trí ở trong cái nhà của mình. Amen. Có nhiều người hỏi, hôm mà trước Halloween đó, có người có một cái gia đình đó, tin Chúa, không đi nhóm với chúng ta, ở hội thánh khác, họ gọi tôi, họ hỏi, nói mục sư ơi, cái con rồng thì sao? Theo Chúa bao nhiêu năm rồi mà không biết con rồng sao? Nói con rồng muốn biết nó hả? Là trong Khải Huyền đoạn 12, con rồng tức là con rắn xưa, là Satan. Tất cả những nơi thờ phượng ngoài Chúa, con rồng đó là biểu tượng cao nhất ở những nơi đó. Còn nơi thờ phượng Đức Chúa Trời không thể nào có con đó. Có phải vì chúng ta sợ nó không? Không. Nhưng mà vì nó không xứng đáng có một cái chỗ ở trong gia đình của chúng ta. Amen. Nó không xứng đáng. Nó không xứng đáng. Thế nên nếu ai chưa dọn dẹp, về nhà dọn dẹp mấy cái đó. Rồi, có người hỏi tôi, mình có nên mặc đồ trang trí giống như này đi Halloween không? Này người lớn đó, chứ không phải ba chục gần bốn chục tuổi rồi chứ không ít đâu. Tôi nói nè, mình phải hiểu cái lễ đó là cái gì. Cúng cô hồn, cúng cái câu chuyện Halloween đó, là người chết đi ra đói rồi đi xin ăn. Đi xin ăn nếu mà không cho nó là nó ném trứng vô nhà. Nhưng mà cái đó có khi sẽ đến, khi không sẽ đến. Nhưng mà đó là cái cách, cái tục lệ đó. Tại sao? Tại vì cái tục lệ này nó ở phương Tây nó đến. Nó không phải chỉ có ở bên phương Đông mình. Phương Đông là người ta cúng cô hồn đó. Đó, phương Tây đó là nó có cái tục lệ đó, đó. Rồi sau này hội thánh của Chúa, sau khi người phương Tây họ tin Chúa rồi đó, nhiều đó, hội thánh của Chúa đem đổi cái ngày đó thành cái ngày lễ các thánh. Đó. Nó cách sau 1-2 ngày thôi. Cho nên cái bói toán đó là cái điều mà làm cho mình ô uế. Nhá. Làm cho mình ô uế. Tà thuật, xem sao, mấy cái điều đó phải dẹp hết. Ra khỏi đời sống chúng ta. Ra khỏi đời sống như người tin Chúa. Rồi sự thờ hình tượng, làm hình tượng, thờ các tà thần. Chúa nói là người tin Chúa không có thể nào, không thể nào lẫn lộn điều này với điều kia được. Người tin Chúa thì đã một là phải theo Chúa ở trong phục truyền luật đại khí. Khi mà Chúa nói 10 điều răn, Chúa nói là, Chúa nói như thế này: ngươi chớ làm tượng cho mình làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, dưới nơi đất thấp này. Trên trời thì có gì quý vị? Có các thiên thần. Trên trời có Chúa, trên trời có ngôi sao, có các hành tinh. Đó, người ta thờ đủ thứ hết. Ngươi chớ quỳ lạy các hình tượng đó, không làm, không thờ lạy, vì đừng hầu việc nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời kỵ ta. Nếu ai ghét ta, không vâng lời Chúa, tức là Chúa nói ghét Chúa đó.
Chứ không phải nói tôi ghét Chúa thì mới là ghét Chúa. Không vâng lời Chúa tức là bày tỏ rằng tôi không nghe lời. Ta sẽ nhận tội, nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời và làm ơn cho đến ngàn đời những kẻ yêu mến ta. Anh em chị em, Chúa làm ơn đến ngàn đời. Nếu mà Chúa có phạt vì lỗi lầm của mình chỉ 3-4 đời thôi. Nhưng mà nếu chưa hết 3-4 đời mà nhiều khi đến đời thứ nhì mà nó nhớ đến Chúa, Chúa xóa sổ liền. Chúa lấy sự nhân từ của Chúa, Chúa xóa liền. Chúa tha thứ, Chúa tha thứ. Chúa rất là nhân từ. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta sống một đời sống đẹp ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vậy khi mà Chúa nói chuyện với Môi-se, Chúa nói cho họ một cái điều, đây là cái cũng là một cái điều gì mà Chúa muốn nói với dân sự của Chúa nè. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Đức Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người và hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ, thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Nhắc lại cái điều đó, Chúa làm ơn đến ngàn đời, Chúa đầy dẫy sự nhân từ, Chúa đầy lòng thương xót. Nhưng mà khi có lỗi lầm phải mau mau đến xin Chúa tha thứ cho mình. Có người hỏi ngày hôm nay người tin Chúa có cần xin Chúa tha tội không? Nếu chúng ta không bao giờ phạm tội hết thì không cần. Nhưng mà nếu chúng ta còn lầm lỡ yếu đuối thì sao? Còn cần. Điều đó có trong lời Chúa không? Có. Nếu ai chưa biết 1 Giăng đoạn 1, Chúa là đấng thành tín, nếu chúng ta biết tội lỗi mình mà xưng ra thì Ngài là thành tín và tha cho chúng ta. Ông Thánh Giăng nói với những người đi theo Chúa, chứ ông không phải nói với người ngoại. Nếu ai chưa biết đọc cái chỗ đó, 1 Giăng, ông nói với người tin Chúa, ông nói là anh em, tức là nói với người tin Chúa. Nếu chúng ta lầm lỗi, xưng tội lỗi mình, Ngài là thành tín sẽ tha tội cho chúng ta. Ngài đứng bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho kẻ có tội. Cầu thay cho kẻ có tội. Không những người đến với Chúa là người ngoại, nhưng mà ngay cả những người đi theo Chúa có những lúc vấp ngã thì Chúa là đấng vẫn nhân từ. Không phải chỉ đến xin lỗi Chúa một lần đó là đủ, mỗi ngày. Nếu mà đến xin lỗi Chúa một lần là đủ rồi đó, thì anh em chị em, cái câu chuyện mà tôi kể, cái chàng thanh niên mà nó tập thể thao nó đau á, nó đau á, thì tôi đâu cần phải nhắc nó xin lỗi Chúa về cái việc ngu dại của nó tập quá sức nó đau, mà Chúa chữa lành cho nó liền tức khắc. Chúa chữa lành cho nó liền tức khắc. Anh em chị em đó, mới đây là chị Hương cũng kể đó, là lỡ đổ nước cái lưng nó đau rồi. Nó đau cũng lâu, xong cái nhớ lại câu chuyện mà tôi nói về cái chàng thanh niên mà nó đau, nó tập thể thao nó đau, nó xin lỗi Chúa, Chúa chữa lành. Chị cũng xin lỗi Chúa, rồi Chúa chữa lành. Anh em chị em, có những việc nhỏ nhỏ như vậy. Nó là tội lỗi, không phải là chỉ có giết người cướp của mới là tội lỗi. Nó 4 mức độ khác nhau, ai muốn biết ở trong Thi Thiên đoạn 19. Lầm lỗi, tội không biết, cố ý và tội trọng. Thi Thiên đoạn 19, chúng ta biết đó là mức độ của tội lỗi. Tội trọng thì không thể nào tha thứ được. Đến cái mức độ mà cố ý, tức là nó sẽ thành đồn trú, nó trú trong đời sống của chúng ta và nó cai trị. Còn lầm lỗi, có những tội mà chúng ta không biết, đó là tội khi chúng ta làm. Ở đây ông Thánh Phêrô trong cái đoạn Kinh Thánh đầu tiên ấy, chúng nói là hãy ăn ở, Ngài là Đấng Thánh, bảo chúng ta là hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở mình. Đó là điều thách thức cho chúng ta. Anh em chị em, chúng ta là con người yếu đuối tội lỗi, làm sao chúng ta có thể sống một đời sống Chúa đòi hỏi là phải thánh rồi phải nên thánh? Khó không anh em chị em? Khó không? Khó, nhưng mà không khó. Khó nếu mà chúng ta cậy sức của mình, ngồi đó mà tu luyện chúng ta vẫn thất bại. Nhưng mà nếu chúng ta có lời của Chúa và chúng ta cậy nhờ thần linh của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sẵn sàng đứng bên cạnh giúp chúng ta trong sự yếu đuối của mình, thì chúng ta sẽ đắc thắng. Theo Chúa khó mà không khó, theo Chúa dễ
mà không dễ. Quý vị nghe kỹ không? Khó. Nếu chúng ta dùng sức mình, chúng ta không đi theo Chúa được. Tại vì sao? Tha thứ là đã khó rồi, phải không anh em chị em? Đúng không? Ai nói tha thứ dễ đâu, đưa tay tôi coi. Không ai hết. Không ai dám đưa tay hết. Khó. Nhưng mà dễ nếu chúng ta cậy nhờ thần linh của Đức Chúa Trời. Nếu thần linh của Đức Chúa Trời cai trị đời sống của mình, anh em trẻ em ơi, đó là điều sẽ trở thành bản chất tự nhiên của chúng ta. Tha thứ đó là điều tự nhiên, nó sẽ đến. Không cần người ta phải đến xin lỗi mình. Tha thứ, người ta đến xin lỗi mình là làm hòa thôi. Còn tha thứ đó là lẽ sống mà người tin Chúa phải có. Mặc dầu nó khó, nhưng mà đó là điều nó sẽ đến. Bản chất của Chúa sẽ thành bản chất của chúng ta, sự nhân từ, yêu thương. Amen. Ở đây ông Thánh Phêrô nói: "Nhưng anh em đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình." Cách ăn ở chứ không phải đi lên thiên đàng. Tức là ngay còn trần thế này nè, cách ăn ở của mình, cách đối xử của mình, lòng tham của mình, lòng ganh tị của mình, sự cay đắng của mình, đó là những cái điều mà còn ăn ở giữa thế gian này. Phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khó nhưng mà không khó. Dễ nhưng mà không dễ. Dễ là vì sao? Thời kỳ ân điển. Đúng không? Đúng không? Dễ thời kỳ ân điển, nhưng mà không dễ. Không phải ân điển có nghĩa là muốn làm gì làm. Tại vì lời của Chúa dạy như thế này: ân đó dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính, đời sống dâm dục ở đời này. Chứ không phải ân điển tức là muốn làm chi đó thì làm. Ông Thánh Phaolô nói: "Anh em ơi, anh em được gọi đến sự tự do. Anh em, chị em được gọi đến sự tự do, nhưng mà không thể nào lấy cái cớ mà tự do đó mà làm cớ cho chúng ta ăn ở theo xác thịt. Chúa thương mình, nhưng mà không có nghĩa là Chúa sẽ xí xóa mọi việc gian ác mình làm. Chúng ta phải giải quyết, phải thay đổi. Chúa nói là phải thánh trong cách ăn ở mình. Thánh là sao? Nãy giờ chúng ta thấy về xác thịt, Chúa dạy rồi, về tâm hồn không có chứa điều ác. Và về tâm linh, không có thờ hình tượng, không có bói toán, không có đồng cốt, không có chem tinh gia, không tất cả những điều đó. Cái điều đó không thay đổi, cựu ước tân ước giống nhau, không thay đổi. Và Chúa nói rằng, hãy nên thánh tức là thay đổi mỗi ngày. Mỗi ngày. Mà làm sao chúng ta, con người yếu đuối, tội lỗi thay đổi được? Chúa ở với chúng ta, Ngài giúp chúng ta thay đổi qua thần linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đến với Chúa, chứ không có thể nào ngồi đó tự nhiên mà thay đổi được. Không có. Phải có lời Chúa, đó là điều thứ nhất. Rồi Chúa dùng lời Chúa để thay đổi chúng ta, lời Chúa giải phóng chúng ta khỏi cái sự vương vấn đó. Ở trong Ê-phê-sô có cái chỗ này rất là hay, tôi muốn đọc cho quý vị, rồi tôi sẽ chấm dứt ở đây. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là phải làm nên mới trong tâm trí mình, mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình thánh, sự thánh sạch của lẽ thật. Anh em chị em, người tin Chúa là người mới. Amen. Mà muốn người mới thì Chúa bảo phải cởi cái áo cũ ra. Chứ có ai mà lấy cái áo dơ để y chang như vậy mặc cái áo mới lên không? Có không? Có ai làm như vậy không? Có ai trong chúng ta làm như vậy không? Không. Mà người làm như vậy thì gọi là người, người sao? Người không bình thường. Tôi không dám dùng cái chữ kia. Người không bình thường. Người bình thường, chúng ta thấy đó là điều không nên làm rồi. Mà đây Chúa nói là muốn trở nên người mới thì phải lột người cũ ra. Mà lột bằng cách nào? Có người sẽ hỏi, lột bằng cách nào? Lột bằng cách bằng lòng đóng đinh nó trên thập tự giá mỗi ngày. Tức là mình thấy cái yếu đuối của mình phải nhận biết. Tại vì có lời của Chúa, tức là có sự sáng, thì mình mới biết được cái yếu đuối của mình. Mình biết cái yếu đuối của mình, nói Chúa ơi, con có tính, còn có tính tham lam, xin Chúa giúp con đóng đinh nó trên thập tự giá, để con không còn tham cái gì không phải thuộc về mình nữa. Amen. Mỗi người chúng ta có cái yếu đuối riêng của mình.
Khi chúng ta thấy được điều đó, xin Chúa giúp chúng ta đóng đinh nó trên thập tự giá. Tức là chết đó. Đóng đinh trên thập tự giá là chết gì phải không? Chết. Chúa giúp chúng ta. Phải có lời của Chúa thì mới thấy được đó là cái yếu đuối. Rồi khi có lời của Chúa rồi thì đến với Chúa, xin Chúa giúp chúng ta. Thánh Linh của Chúa sẽ giúp chúng ta cởi cái áo cũ ra, rồi mặc lấy cái áo mới. Tức là mang lấy, muốn mặc lấy áo mới thì sao? Phải có lời Chúa, phải có sự vâng lời Chúa, phải có đức tin nơi lời Chúa, và phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta, để Ngài thay đổi cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Amen. Chỉ Chúa thay đổi thôi. Tôi không đổi quý vị được, mà chúng ta không đổi được ai hết. Đừng ai cố gắng đổi ai. Vợ tìm cách đổi chồng sẽ có chuyện lớn, chồng tìm cách đổi vợ sẽ có chuyện lớn. Con cái, cha mẹ tìm cách đổi cha mẹ tìm cách đổi con cái cũng có chuyện nữa. Nếu nó còn nhỏ thì không sao, nhưng mà nó khi nó trưởng thành rồi, chúng ta phải tôn trọng nó. Chỉ có Chúa thay đổi nó thôi. Chứ chúng ta không tôn trọng, chúng ta cứ nghĩ nó còn giống như một đứa 5-6 tuổi đó. Đó là cái nan đề nó sẽ đến trong gia đình của chúng ta. Amen. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều đó. Và Chúa Giêsu nói như thế nào nữa? Chúa Giêsu nói như thế này. Ở trong Phi-e-rơ thì nói là Chúa chọn, hai Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9 câu 10 là Chúa gọi chúng ta là một dân thánh, dân thầy tế lễ, đứng trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Dân đó phải nên thánh. Chúng ta thấy, chúng ta biết thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời, khi mà đến trong đền thờ của Chúa, chúng ta thấy cái tục lệ họ phải làm như thế nào. Đó là cái điều Chúa muốn chúng ta. Ngày hôm nay mình không làm bằng hình thức như vậy, nhưng mà bằng quyền năng của Chúa, bằng lời của Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để chúng ta đúng cái vị trí là dân thầy tế lễ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời được. Và trong Roma đoạn 11 thì nói như thế nào? Vì trái đầu mùa là thánh. Trái đầu mùa là ai? Trái đầu mùa là ai? Là Chúa Giêsu. Trái đầu mùa là thánh thì cả đồng, tức là tất cả chúng ta là đồng lúa của Chúa, phải thánh. Chúa nói rồi, không có cách nào khác hơn hết. Vì không nên thánh thì không thể nào thấy Đức Chúa Trời được. Anh em chị em, tôi không làm được, quý vị không làm được, nhưng mà Chúa sẵn sàng giúp chúng ta để hoàn tất được cái điều Chúa kêu gọi chúng ta. Anh em chị em, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, tình yêu Ngài quá lớn lao đối với chúng con. Lạy Chúa, có điều gì mà Ngài không làm được qua mỗi đời sống chúng con? Có điều gì mà quá khó cho Chúa qua mỗi đời sống chúng con? Lạy Chúa yêu dấu, xin hãy đến, xin hãy đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, giúp đỡ mỗi chúng con, để tất cả chúng con, anh em chị em chúng con, bước đi với Chúa trong đời sống thánh khiết mà Chúa kêu gọi mỗi chúng con, trong cách ăn ở của mình, cách cư xử của mình, từ trong gia đình cho đến bên ngoài xã hội. Lạy Chúa yêu dấu, tha thứ mọi lầm lỗi yếu đuối vấp phạm của chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài, để chúng con trở nên con cái xứng đáng của Chúa. Con cảm ơn Cha. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Chúa. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con cũng mời Ngài đến hà hơi trên của lễ này, để khi chúng con nhận lãnh, chúng con được hiệp thông với thân Chúa và huyết Chúa. Bởi đức tin chúng con đón nhận sự bình an, sự chữa lành, sự tha thứ mà Chúa đã sắm sẵn cho tất cả chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em. Chúng ta chúc phước cho nhau.